gantha panaga titan tasantike yang muniwara vachanang sathavo me sunantu dhamma savanakalo ayam phadanta dhamma savanakalo ayam phadanta dhamma savanakalo ayam phadanta. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sangha saranang gacchami tutiyambi, buddhang saranang gacchami tutiyambi, dhammang saranang gacchami tutiyambi, sanghang saranang gacchami tatiyambi, buddhang saranang gacchami tatiyambi, dhammang saranang gacchami tatiyambi, sanghang saranang gacchami. Iti piso bhagava arahang sama sambutho vichya charana sambandho sugato lokavidu anuttaro purisadhammasa pratisattha deva manussana buddho bhagavati nathi me saranang anyam buddho me saranang varang ete nasa javacce nahontu me jayamangalang uttamange navandehang badabang somvaruttamang buddhe jo kharito doso buddho khamatutang mamang sakato bhagavata dhammo sandhitiko akaliko ehi pasiko opanayiko pachatang venitapo vinyuhitinathi me saranang anyang dhammo me saranang varang etena sacca vacchena hontu me jayamangalang uttamange navandehang dhammang ca duvithang varang dhammeyo kharito doso dhammo khamatutang mamang subhatibhanno bhagavato savaka sangho ujubhatibhanno bhagavato savaka sangho nyayabhatibhanno bhagavato savaka sangho samichibhatibhanno bhagavato savaka sangho yalidang chattari burisa yugani atha burisa bungala esa bhagavato savaka sangho ahuneyo pahuneyo dakhineyo anjali karaneyo anuttaram bunyang khetang lokasatinathi me saranang anyang sangho me saranang varang etena sacca vacchena hontu me jayamangalang uttamange navandehang sanghang ca duvithottamang sankheyo kharito doso sangho khamatutang mamang vandami cetiyang sabbang sabbathane subhatithitang saririkathatu mahabodhin buddharupang sakalang sada sambuddhe athavi sancha dvada sancha sahasake pañcasata sahasani namami sirasa aha te saṃ dhammaṃ ca saṅkhaṃ ca ādarena namāmiha namakāranupāve nahanto sabbe ubhattave aneka antarāya pivināsantu asesato sambuddhe pañca paññā sañca caduvisati sahasake dasata sahasāni namāmi sirasa aha te saṃ dhammaṃ ca saṅkhaṃ ca ādarena
Nam mô Thế Na Uttarasate Athachatali Sasahasake Visati Satasahasani Namami Sirasa Aham Te Sang Tham Manh Cha Sang Khanh Cha Adare Na Namami Hang Namakara Nufawe Naham Toa Sabbe Ubatawe Aneka Antaraya Piwina Samtu Ase Sato Sabbe Burati Maya Disaya Sata Awera Sukhi Hodo Sabbe Burati Maya Nudisaya Sata Awera Sukhi Hodo Sabbe Dakhina Yadisaya Sata Awera Sukhi Hodo Sabbe Dakhina Yanudisaya sata awera sukhi hondo sape pechima. Yanisaya sata awera sukhi hondo sape pechima. Yanudisaya sata awera sukhi hondo sape utara. Yanisaya sata awera sukhi hondo sape utara. Yanudisaya sata awera sukhi hondo sape uparima. Yanudisaya sata awera sukhi hondo sape hetima. Yanudisaya sata awera sukhi hondo sape sata awera hondo sukita hondo nikduka hondo abhyabhaja hondo anika hondo dika yuka hondo Aguga honto sampati hisami chanto Sukhi atanang pariharanto Dukha pata chanik dukha faya pata Chani faya soka pata Chani soka honto sape pipanino Akasatha chafumatha dewanaga mahitika Bunyang no anomodang tu chirang rakhan tu sasanang Akasatha japomatha dewanaga mahitika Bunyang no anomodang tu chirang rakhan tu nogaru Akasatha japomatha dewanaga mahitika Bunyang no anomodang tu chirang rakhan tu nyatayo Akasatha japomatha dewanaga mahitika Bunyang no anomodang tujirang rakhan tupanino Akasatha japomatha dewanaga mahitika Bunyang no anomodang tujirang rakhan tuno sada Idang watano bunyang asawa kaya wahang hon tu anagate kale. Sathu, 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 sathu. Dạ thầy, kinh Tam Bảo đã xong rồi, chúng con kính thỉnh sư tinh tuệ thành nhất khi giảng các bạn của chúng con. Xin kính thỉnh sư. Con kính lãnh lễ sư ạ. Dạ. Nam mô Tham Mai Dạ. Nam mô Sanh Thai Dạ. Xin chào mọi người. Giờ hôm nay chúng ta sẽ học tiếp phần bài số 12. Đó là phần đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi. Giờ chúng ta xem phần trả lời câu hỏi trước. Rồi sau đó chúng ta đọc đoạn. Là phần 5 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất đó là tạng từ là gì? Cho biết hai loại tạng từ trong tiếng Pali. Ai trả lời được câu này? Dạ bạch sư, con xin trả lời câu này.
Dạ, trạng từ là tiếng dùng để bổ nghĩa cho một động từ, tính từ hay một trạng từ khác, hoặc cho cả một mệnh đề. Có hai loại trạng từ là trạng từ chuyển hóa và trạng từ thuần túy ạ. Con xin hết. Câu số 2 đó là cho biết 6 loại trạng từ trong tiếng Mali được trình bày với ý nghĩa gì? Hãy trả lời câu 2. Hãy trả lời câu 2. Dạ, bạch sư con xin trả lời ạ. Sáu loại trạng từ trong tiếng Pali được trình bày với ý nghĩa chỉ thể cách, chỉ thời gian, chỉ nơi chốn, chỉ mức độ, chỉ ý kiến ạ, và chỉ sự nghi vấn ạ. Bạch sư, sư có nghe, lớp có nghe thấy không ạ? Nghe. Dạ, sư giờ trả lời câu hỏi xong rồi. Dạ. Bali được trả lời. Đây. Lỡ ngồi đây, anh học mới. Kia cũng có vẻ. Tám loại trạng từ này sử dụng trong cái ý nghĩa đó là khi mình sử dụng nó ở một cái khía cạnh nào đó. Ví dụ như là khi muốn nói về thời gian thì người ta sử dụng các trạng từ chỉ thời gian. Khi muốn nói về nơi chốn, người ta sử dụng các trạng từ chỉ về nơi chốn. Thì đó là cái trạng từ sử dụng trong cái ý nghĩa mà mình dùng. Rồi câu số 3, gạch chứa các trạng từ đã được sử dụng trong đoạn văn. Hôm nay tiếng Anh đọc đoạn văn thì chúng ta sẽ gạch chứa. Con số 4 đó là trạng từ chỉ ý kiến đã được sử dụng, tìm các trạng từ chỉ ý kiến đã được sử dụng trong đoạn văn trên. Nó cần cái này thì nó khác hơn cái trạng từ chung một tí. Dạ, nhưng mà tí nữa mình tìm trạng từ là được rồi. Câu số 5 đó là tập đặt câu với các trạng từ chỉ ý kiến sau. Atha Nama Ewami Wat Y quan nát ma. Bây giờ mình tập đặt câu trước rồi chúng ta sẽ đặt đọc đồng bằng sau. Không biết hôm trước mình có đặt câu này chưa ạ? Chị chưa phải không? Chưa. Rồi bây giờ mình tập đặt câu với các trạng từ này. Mình có 5 trạng từ, 6. Tập đặt câu trước đi rồi sau đó chúng ta sẽ để học cái phần đọc đoạn văn. Con đặt từ A Má. Cô Sơn đặt từ A Má. A Má, lại đặt đi. Đặt đây là chát đi rồi. Đi quăng anh xin. Rồi. Sư con nè. Khi mình đặt xong rồi nói sư để sư copy sư post lại cho lớp trên đi, mình đặt xong mình nói sư đâu. Con chát rồi đó sư. Dạ ơi, con bó lên rồi. Đây là cái chữ cái câu yêu quan. Amapante
quân thương ngài. Chúng con gì đó, chúng con xin thọ trì Ách Thắt Xì Lăng mà đi già mí nên biết rồi nó đi chợ hay hơn. Nên biết rồi thì là Ách Thắt Xì Lăng mí. Và cái chữ Akhasilani này mình có thể thay nó bằng cái cụm là bằng cái cụm là Upo Sakha. Akhasilani là bạc quan tay giới. Có thể thay bằng cái cụm đó. Con sẽ phát si đoàn ý. Thì tự nhiên người ta sẽ hiểu cái đó là tam giới. Cái chữ đó. Vậy nếu thầy thư sư giới thôi thì lúc đó là có xài được cái tủ cô sát thá si lan ý không? Cái gì? Nếu mà mình chỉ giữ năm giới thôi thì có được dùng cái đổi cái từ Ách Thá Si Lan La Ní này. Cái năm giới có đổi được dùng cái Upo Sát Thá Si Lan Ní. Quan tài giới mà sao mà đổi vậy? À dạ dạ. Chỉ có 8 giới thôi. Ngũ giới năm giới Si Lan Ní. Anh giới Si Lan Ní nào chẳng là. Quan sang khắc chất ta rô phát chi giang phù chi xê quang anà gà tê cà lê phù nhàng hà lắp chi xê. Này biết gì không được, cái này biết điều kiện mà biết không có chữ sách chê là không được. Muốn biết cái điều kiện cắt là phải sử dụng chữ sách chê. Con này đâu có điều kiện con với con. Này biết gì năm, nó năm hơn từ bà sư, chiếc xe mà, bây giờ phân từ biết kỳ vậy, à, đây này còn còn gì, còn tăng khách quá, nếu bắt đầu này điều kiện, nhưng mà điều kiện đâu có, nếu mà điều kiện đâu có dùng chê đâu thưa sư. Là mà nâng cấp. Nó thấy là sư đặt câu có dùng chê. Nếu mà con nói là này gì, nếu bạn cũng dường bốn món vật dụng đến chư tăng. Ủa gì vậy? Thì bạn sẽ chắc chắn bạn sẽ có phước trong ngày Mỹ Lai. Cái gì mà Bui chích xe mà biết bạn cũng dường bốn món vật dụng đến chư tăng. Này bốn vật dụng này cũng có nhiều. Tại chỉ chắc ta rồi, nó đã có nhiều rồi. À dạ, không quên.
bắt chân về. Thì chắc chắn bạn sẽ có phước trong ngày bị lai. Dường là có phước liền rồi chứ có phước ngày bị lai. Như phải thêm chữ từ sát gia nữa sao? Bạn sẽ có được phước, cái này có được phước là được rồi, đâu cần ngày bị lai làm gì. Ngoài bị lai là cái phước, nó phải phước giải thoát. Quá. Nếu bạn cũng dương và hiểu được việc tăng, bạn sẽ có. Cái này xài nó không có hay, cái này xài thì bị lai thì nó mới hay. Các năng cách xài nó mới hay được. Nếu bạn câu này xài điều kiện cách câu điều kiện mà có điều kiện có thể xảy ra. Điều kiện có thể xảy ra gì? Điều kiện là không có thật ở quá khứ. Nên câu điều kiện đã trong trường hợp này nó đủ được. Câu điều kiện là nó sử dụng là không có thật ở quá khứ. Vậy là dùng câu khả năng, nếu như vậy là dùng câu khả năng cách. Hoặc là dùng khả năng cách. Hay là dùng dùng giống như thầy bị lai. Khả năng cách cũng phải sử dụng cái gì. Nếu dùng hai vế như vậy thì cũng phải sử dụng cái chê mới được. Chê mà phải cái chê mới được. Bạn cố dường hoặc dường chúng ta ngại. Bây giờ xí. Đây. Lắp. Bây giờ xí. Có ai đặt được câu nào nữa chứ? Có ai làm được câu nào nữa chứ? Không có đặt câu ná thôi sư. Tức xa. Con người không thể mua hả, mua phước bằng vàng, câu lạ không thể
thể được, vì người ta lấy vàng đó người ta đi tạo phước thì có phước rồi. Này về cấu trúc thì nó đúng thôi, nhưng mà cái ý thì nó không có hay. Sư con mới làm câu ná. Cái gì ạ? Gia mí, gia mí. Gia mí. Gia mí. Mì gia mí. Nếu tôi không đi đến chùa, nếu tôi không đi đến chùa, tôi không thể đi qua. Hồi nãy cái câu con viết là không thể mua nhà. Cái câu của con viết sẽ nói là viết không đâu, không được hết thôi. Cái ý nó không có hay. Tại con trích cái câu này con thấy trong cái cuốn mà của ngài của Hòa Thượng Thích Minh Châu, con thấy câu này. Tại vì thì trí tuệ đâu mua bằng vàng được đâu, không có gì lạ đâu. Cái trí tuệ thì nó khác, cái phước thì khác, như người ta lấy cái tiền đó mà đi tạo phước, người ta phải có phước rồi. Con viết trên cái banh nha mà trí tuệ mà con đâu nói phơ, đâu phải là phước đâu. Ôi lộn, con nói trí tuệ mà con đâu phải viết phước đâu. Rồi còn ai đặt câu nào nữa không? Nhưng lớp 20 người mà nãy giờ có 2 người đặt hả? Thưa sư, nếu mà đặt cái câu mà Ai quăng mê ru băng hô tú tiên si tí, thưa sư câu đó được không thưa sư? Dùng mà câu trong câu mà con chích cái, dù mà con chích cái câu mà ở trong kinh Vô Ngã Tứ á, Ewang me rupang ho tú, Ewang me rupang má ho si tí á, câu đó được không thưa sư? Dùng ma. Chọn ý nghĩa là được rồi. Dạ. Còn ví dụ là Ewang me sút tăng á sư. Ewang me sút tăng. Dùng Ewang không. Ewang. Đưa được nghe như vậy. Câu hỏi nếu mà e quan mê xuất tăng thì cái câu đó có động từ ý nghĩa nè, cái này đủ chưa? Câu đó chưa có động từ. Dạ. Ai biết nữa không? Không biết nữa bỏ hả? Qua phần khác hả?
cho để mất thời gian. Dạ. Này mình phải tập viết làm sao chứ để như vậy chúng ta không có tiến bộ. Không đạt yêu cầu theo giáo trình. Rồi giờ phần đọc động văn để mình tìm các trạng từ. Vậy thằng nghe đọc trước rồi sau đó mình tập đọc. Quanh cho măng má hà xuất tí nàng phù thí sát tô sô má hà tô mù lạ hát bắp bắp tác sát úp bà gù bà rí chàng cám mắt tí bà ná tác sát bà đà mì lạ hề ná a lìm bì tà a hề xùm tí bà xí y đằng bành cho màng xúc tị năng tăng vi cha na về sĩ so api sam bút thô dây qua ra pin a pa ta se na sa na ghi la na phê se chấp bách se giác bà rích hà ra ni a tha la phi sơ tí tu ti ma ni bà rích hà ra ni tê na a gà thi tê na a nô chô bàn nê na a mu chi tê na chí tê ná ni sá ra ná bành nhê ná bà rê phùn chí tà ni á hê xùn tí. Là phà vá tá dê sang tê ê quăng sá thà răng á lắp chí. Ví dụ cái câu này mình lấy được nè. Tê ê quăng sá thà răng á lắp chí. Làm có được cái chữ ê quăng rồi. Tại mình không có, mình không có nắm bài được. Phù thi sát tô sô ma ha tô mi la ha pa pa ta sa u pa ru pa ri chàng ca ma ti pa na ta sa pa da mi la he na a lim ti ta a he sun ti pa si y đăng bành cha măng su ti năng tăng vi cha na pe si so a pi sam bút thù chỉ vá ra bình áp bà ta xì nà sá nà ghi là nà phê sách chấp bách chay giác bà rì khà rà ní át thà lạ phí sơ tí tú kì mà ní bà rì khà rà ní tê ná á gà thí tê ná á nú chô bàn nê ná á mú chi tê ná ní sá nà bành nhà bành nhê ná bà rì phùn chi tà ní á hê xùn tí. La pa wa ta ye sang te e wang sat tha rang a la phi. Rồi bây giờ mời lớp giơ tay lên đọc đoạn văn rồi sau đó chúng ta sẽ gạch ký phần trạng từ. Anh các khánh mời lớp đọc bài giúp sư. Dạ, xin mời Phật tử Kim Cúc ạ. Thưa sư con xin đọc đoạn văn ạ. Ban chá má năng của ban chá măng má ha su bi năng bồ thi sát tô so má ha tô mil ha bắp bá tát xá u bá ru bá rí chan cá má tí bá ná tát xá bà đà mil hề ná a lìm bí tà a hề xuân tí bát dí y đằng pan cha măng su bi năng tăng quý cha na bê sĩ so afisam put thát xá chi vá rá bình đá ba tá sê na xá gá ghi là ná phê sách chấp bách chá giá bá rích Karani Appa Lafisati Tutani Barikarani Tena Agathi Tena
anekcho panena amuchitena chitena nissa rana panyena barifun chitani ahesunti lafa wata yesang te ewang sattarang alafi. Thưa sư xin hết ạ. Dạ, xin mời cô Diệu Bảo ạ. Thưa sư, con xin đọc đoạn văn. Panchamang maha subinang bodhisatto so mahato miyohata pattasa pattasa uparo pari chẳng cam na tí ba na ta sa ba da miu he na a lim bi ta a he sung tí ba si y đăng ban cha măng su bi năng tăng vi cha na be si so a phi sam bút thô chi qua ra bình đa ba ta se na sa na ghi la na phê sách chấp ba bách cha ya ba ri Barikharani Atha Lapisati Tu Imani Barikharani Tena Agathi Tena Anacho Bằng Nena Amuchi Tena Chitena Nisarana Panyena Baripun Chitani Ahe Sumti La pha quá ta về sằng tề e quăng sát hà rằng a la phí. Dạ con xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử Thạch Nguyễn. Dạ thưa con kính đảnh lễ sư, con xin phép được đọc bài Bành Trâm Măng Ma Hà Su Pi Năng Bodhisattva so mahato miu hapapatasa upa rupari chan ka mati pa natas pa pa da mite na alim ita ahe sun te pasi idang pan jap mang supi nang tang vi jana pe si so api sambut to thì quá ra bình đã bà ta sê na na sê na sa na kỳ là na phê sa chấp bát cha yap pa ri pa ra ni at tha la pi sa ti tu i ma ni pa ri kha ra ni tê na at ka thi tê na an na anacho panena mucitena citena nisarana nisarana panena paripunci tani athe sunti lapa vate ye sangte evang satarang alapi. Dạ thưa con xin cảm ơn. Dạ, xin mời Phật tử Ngọc Trân. Dạ, thưa sư, con xin đọc đoạn văn. Pancha mang maha supinang bodhisatto so mahato mi ha pa pa ta sa uparu pari chang ka mati pana ta sa pada mi he na alimpita ahe sunti pasi idang pancha mang supinang tang vi chana pe si so afisam butho jivara pinda pata sena sana gilana ve sacha paichaya parikharani atha lafisati tu imani parikharani tena aga thi tena anacho panena amuchi tena chitena nisara Nisarana panyena parifunchi tani ahe sunti lafa vata yesante
Ewan Satharang Alaphi. Dạ thưa sư, xin hết. Xin mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo. Dạ thưa sư, con xin đặt bài. Ban cha măng Maha Sutti Năng Bodhisatto So Mahato Minna Bắp Tá Tắc Ná Ubaru Bari Chăn Cá Na Tí Tá Ná Tắc Ná Ta Đa Min Hên Ná Alin Tí Ta Ahe Sinh Tí Bác Sĩ Ý Đăng Tành Chăn Măng Sú Bí Năng Tăng Vi Cha Na Tê Sí So A Phi Sâm Phúc Thô Chi Vá Rá Pin Đá Ta 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 Thế Na Sa Na Dí Na Na Phê Sách Chép Bác Trả Giá Ta Rít Tha Và Nịt Ní Ép Tha Na Phí Sá Tí Tú Ý Ma Ní Ta Rít Tha Và Ní Tê Na A Gá Thí Tê Na A Mách Chô Tàn Nê Na A Múc Chí Tê Na Chí Tê Na Nít Sá Rá Na Tân Nê Na Ta Rí Phùng Chí Ta Ní A Hê Xuân Tí Na Tha Quả Tá Vê Xăng Tê Ê Quam Thất Thần Răng A Ná Phí. Dạ thưa sư, con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử An Trần. Dạ, con kính đảnh lễ sư, con xin đọc bài. Hành cha năng má hà su phi năng Bồ thí sát tô sô má hà tô Miu há hấp bá tát xá U phá rù phá rí Chà chàn Kha má tí phá ná tát xá Bà đà miu hề ná A liềm phi tà A hề xuân tí phá xí Y đăng hành cha năng U si năng tăng Vi cha na phê si So A mi sam bút thô Chi va ra phin đá Phá ta Sê na ta na Y la na Bê sách Chap phá cha Gia phá ri Karani Atta Lap Bisati Tu Imani Hari Karani Dena Agati Dena Anacho Panena Amachi Dena Itena Nisa Nisarana Panena Ari Bunchi Tani Ahe Sunti La Ba Vata Yesang Te Evang Sattarang Ala Bi. Dạ thưa sư, con xin hết. Dạ xin mời Phật tử Diệu Thủy. Dạ bạch sư, con xin đọc đoạn văn ạ. Bành cha măng má hà su pi năng Bodhisatto so mahato miha pappa tassa uparupari chanka mati pana tassa pada mithe milena alim pita ahe sunti pasi idam pancha mang supinang tang vichana pesi so afisam buddho chiwara pindapa Ta sê na, sa na ghi la, na phê sách chá, bách chá, giá, pari khà rà ní, á thà, la phí xá tí, tú, y mà ní, pari khà rà ní, tê ná, a gà thi tê ná, a nách chô, bàn nê ná, a múc chít tê ná, chít tê ná, ní xá rà nà, bàn nê ná, Pari pun chi ta ni a he sun ti la pha hua ta je sang te e wang sat tha rang a la phi. Bạch sư, con xin hết ạ, con cảm ơn ạ.
Xin mời Phật tử Quang Thanh. Dạ vâng, dạ thưa sư, con xin đọc đoạn văn. Dạ, bành chá măng, bành chá măng, mà má hà số ví năng. Bồ tí sát tổ, sô má há tổ, mi hát, mi há bắp bá bắp. Chàm cá má tí bá ná tát xá ba đá mì hề ná á a lý a lim bí bí ta a hề sun tí bách bát xí ý đăng bành chá năng xú bí năng tăng quý cha quý cha na bê sĩ sô tát xá á phí xăm bút tát xá chi quá rá pin đà pin đá bà tá xê ná xá ná ghi lá ná ná phê ná phê sách chấp bắc chá rá ba rí kha là ní át thá là phí sát tí tu tú ta ní bá rí bá rí khắc hà ra ní tê ná á á gá khít thí tê ná á nách chô chúc bá băn nê ná á múc chít tê ná chí tê ná chít chít tê ná nín nít xá răn giá ná bành nê ná bành nê ná bá dí hùng ta ní á hê xun tí là pha quá ta rê xăng tê ê quăng sát tha răng a lá phí. Thầy sư con xin hết ạ. Trời đất ơi, đặc gì nó không có ấy gì cả. Dạ, xin mời Phật tử Lan Lê ạ. Dạ, thầy sư con xin đọc đoạn văn. Bồ Tát Măng Maha Supi Năng Bồ Thí Sát Tô Sô Maha Tô Nô Há Pát Pát Tát Sá Upa 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 Rí Dạ, xin Phật tử Lan Lê đọc lớn lớn. Dạ. Dạ, xin đọc lại. Bồ Tát Sato So Mahato Miu Ha Pa Pa Ta Sa Uparu Bari Chan Khamat Pa Na Ta Sa Pa Da Miu Hai Na Alim Pita Ahai Sun Pi Ta Si Y đằng thành cha mạng su phi mạng cha là thù đồ áp phi xàm bút thù y ba ra tình đá bà ta tề ná sá ná y là ná phê sát cháp bát chá yá bá rí kà rà ní áp thà lá phi sát tí tu y thà ní bá rí kà rà ní tề ná á gát tề ná Dạ, xin mời Phật tử Cindy ạ. Dạ, xin đọc ban ban chất năng maha sut bit năng buddhi sato so mahato vithapa batassa upak ru pakri chantat mati batna stassa bada mithena ak ak dimpita asse sunti bhakti
idam ban chan na bát chan năng supitang tam vijana besiso akisambuto sivara bidda da bata senasana ge vila nakbesa yisab bacha yatbari khanami athala bisakti tu imani bakrikharani tena akati tena ana ana yitho ban nekna amuchitena chitena nisakratnang banatena baribu baribun chitani ahe sunti labavata yesong te evam sakharam athapi yasimhara. Dạ, xin mời Phật tử Tiên Mã. Cô Phương Ti hôm mới đọc hồi nãy. Dạ. Để cô Phương Ti không dạ? Dạ con. Dạ, thưa sư xin. Bạch Sa Mằng Ma Ha Chú Bí Năng Vô Thí Sát Tô Sô Ma Ha Tô Mì Lê Ha Willha Pappa Tasha Ubaru Bari Chankamati Pana Tasha Bada Milehene Mile Milehene Elimbita Ehe Sunti Vasi Idang Panmang Chubinang Tang Vijana Besiso Tasha Afisambut Tasha Tivara Pinde Batashine Batashine Senegi Senegi Nalene Fesat Chapat Chaye Bari Barika Karani Athe Lafishati Tu Tani Berit Karani Tene Agati Tene Anacho Panene Amuchi Tene Amuchi Tene Chitene Isarene Panyene Berit Funchi Tani Ahe Sunti Lafa Wate Yesan Te Ewan Sát rồi cách hẳn rồi. Dạ, yeah, vậy còn Phật tử nào đọc nữa không ạ? Dạ, yeah, thưa sư đã hết rồi. Và bây giờ chúng ta gạch với các tràng từ. Tìm tràng từ để gạch dưới ra. Dạ, bạch sư con xin con tìm một số tràng từ ạ. Thứ nhất thì... là tràng từ Pada Milena, tức là chân ngài không bị lấm nhơ bởi phân. Tràng từ thứ hai là không phải. Trạng từ chỉ ý kiến không phải ạ? Không phải, không phải. À, chắc chắn Attha. Attha nè, Attha nè. Attha, Attha. Dạ. Và Aga thí tê ná. Cái gì? À, anh biết tên nó là khoảng. Atha. Atha. Rồi. Agathi Tena là không bị trói buộc. Không phải. Ewan.
ra thi tình nào quá khứ phần tử. Hai trạng từ còn loại trạng từ ở đây mình có cái chữ upari, chữ này nó vừa là giới từ nhưng mà nó cũng là vừa trạng từ chỉ nơi chốn nè, trên nè, nó dịch là trên cái gì đó. Rồi được ba cái đó. Rồi chúng ta chuyển sang phần sửa bài tập. Bài tập số 12, Khánh mở bài tập để cho lớp sửa bài tập. Sư cho con hỏi thăm tí xíu sư. Chữ mi há hai và mình đọc miêu há sư. Mi là há. Mi hả sư? Mi là há. Chữ L là nó. Miêu há. Dạ con cảm ơn sư. Thưa sư còn chữ tú không phải trạng từ thưa sư? Tú là liên từ. Bạch sư, bài tập con xin dịch câu số 1 từ Bali sang Việt. Để anh đưa bài tập lên đây cho lớp. Cố gắng mình dịch theo cái cách hiểu của mình chứ đừng có xem bài dịch. Bài dịch là để khi mình dịch xong rồi để mình kiểm tra lại cái cách dịch của mình được hay không. Nếu mình lấy bài dịch của người ta đem lại dịch lại thì cũng như không. Cô dự bảo câu số thứ nhất nha các Khánh. Dạ. À, con viết giùm cô. Bồ Tát đi kinh hành. Sư con xin dịch câu số 5 ạ. Ngọn núi lớn đầy phân. Nhưng bàn chân của Ngài không bị lắm nhơ bởi phân. Bỏ bớt chữ không đi con, hai chữ không. Rồi, cảm ơn các Khánh. Khi Ngài giác ngộ, chắc chắn Ngài sẽ có được bốn vật dụng. Một cách đầy đủ.
như y. 7. Thức ăn khất thực. 7. Sàn tọa. và dược phẩm trị bệnh. Sàn tỏa có dê. Rồi xong. Câu 3 chưa ai làm hả Khánh? Ừ, 3 với 4 chưa ai làm. Thì Trương làm câu 3.
Cô làm câu 4 mà các anh. Dạ. Yeah. Ngài là bậc trí tuệ xuất ly. Khi thọ dụng nhu yếu phẩm. Nên tâm không bị trói buộc. Không bị tham đắm, không bị trói buộc, không bị tham đắm. Và không bị mê say. Dạ, thưa sư, cái học tử đã sửa xong 5 câu rồi sư. Rồi. Câu thứ 1, Kusisatte Mahato. Miraha Vapatasa Uparupari Chanka Mante Tasapada Uthena Nalimpinshu. Thi Bồ Tát, này phải thêm chữ thi mới được dịch như vậy thì người ta tưởng là cái chữ Bồ Tát này là chủ từ. Ở đây nó là một cái cụm từ đặc biệt là ở định sơ cách với một cái phân từ là hiện tại phân từ này, cho nên dịch nó là thi hoặc là trong khi đi để trong khi luôn cho nó rõ. Để trong khi Bồ Tát đang đi, này hiện tại phân từ chỉ nên đang đi kinh hành trên ngọn núi lớn đầy phân. Này nó không có chứng nhân. Tại cái này nó khác với cái bài học, cái câu này nó cái cấu trúc biết câu nó khác hơn bài học, cho nên mình không có dịch chữ nhân. Tại nó đâu có chữ gì mình dịch chữ nhân đâu. Pada, bàn chân của Ngài, bàn chân của Ngài không bị lấm nhơ bởi phân. Rồi. Câu số 2. Bodhisatto Abhisambuddhitto. Paripuri. Nhưng mà nó dạy nó dạy nó mà. Nhưng mà nó dạy nó dạy nó mà. Nhưng mà nó dạy nó dạy nó mà. Nhưng mà nó dạy nó dạy nó mà.
sena sana ila na phe sajja dayu jataro pachyye akha lapi sati. Khi ngài giác ngộ, khi ngài giác ngộ, chắc chắn bỏ chữ ngài đi, tôi đổ qua Bồ Tát rồi. Cái gì? À, đi Bồ Tát đi. Cái chữ Bodhisattva này. Thưa sư cho con hỏi á, Abhisambuddhito không có dùng được hiện tại phân từ, câu này không dùng được hiện tại phân từ hết thưa sư. Cái này là đã giác ngộ rồi, cho nên phải dùng quá khứ phân từ. Cái hiện tại phân từ là đang diễn ra. Còn này còn là nói rồi. Khi Bồ Tát giác ngộ chắc chắn sẽ có được bốn món vật dụng một cách đầy đủ. Bốn món vật dụng như, nói chữ như này nguyên cái cụm đó đem lên để phía trước một cách đầy đủ để cuối cùng. Như y phục vật thực, y phục vật thực đi chẳng nghe. Tăng tỏ qua dược phẩm trị bệnh một cách đầy đủ. Rồi, em chỉ được. Sàn tỏ sàn có gờ. Câu số 3. Ngày mai mấy dân tu quê nô ghê hê út thấp và một khát sát sang các sát phát tăng tập rít hà ràng đã đi xa mát. Ngày mai chúng tôi sẽ cúng dường vật thực cùng vật dụng. Ở đây người ta biết tập rít hà ràng thì mình biết bỏ chữ cát đi, cùng vật dụng đến chữ tăng. Chữ tăng này cũng dễ cho người ta hiểu, đó là cái chữ tăng đó là cái chữ gì ở số nhiều. Cho nên ở đây cái chữ tăng há sát một làm dịch là tăng già, hoặc là hai làm dịch chữ tăng chúng, để tránh trường hợp. Tại cái thật ra cái chữ này thì nó danh từ của nó là chỉ cho nhóm dạng nhiều, làm dịch chữ chư thì nó không có sai. Tại danh từ chỉ nhóm mà chỉ nhiều, có Đức Phật là tòa chủ ở tại nhà của chúng tôi. À, hôm nay không có nhà xin. Ghê hê. Ghê hê mà. Ghê hê. Rồi, câu số 4. Sô tú. A
agathitena cha anuchopane na cha amuchitena cha nisarna panyena cha chitena te pachaya parikhare parikunti ngài là bậc trí tuệ xuất ly không được, tại cái chữ ngài là chủ từ, trong chữ đó cái chữ ni sa na pay nhê na là cái thứ ba, nên không thể dịch như vậy được. Dịch như vậy là người ta sẽ hiểu là cái chữ ngài với cái chữ bậc trí tuệ xuất ly là nó đồng cách với nhau, bây giờ là chủ từ khác nhau gì vậy không được. Tuy nhiên, ở đây dịch liên từ trước, tuy nhiên, ngài đã thọ dụng. Chữ tuy nhiên trước. Ngài đã thọ dụng. Thọ dụng các món vật dụng ấy, với tâm không bị trói buộc không bị tham đắm không bị mê say với trí tuệ xuất ly. Rồi cầm lại bỏ này. Năm là phao quát bát di sang tê y quan sát thà rằng là phim chú ở đây chúng ta để ý cái cùng câu thứ năm này mà mình nó ngắn nhưng mà nếu mình không biết cách nói dịch không có đúng. Tại chữ cái cụm la pha bát tát á, là nói cùng tháng từ mà trước nó thì nó phải là đi với cách thứ tư thì mới được, cho nên khi mà chúng ta hiểu cái đó thì mình mới dịch nó được la pha bát tát về sang ôi thầy lại ít hai đối với những ai cách thứ tư nhưng mà dịch giống như là cách thứ hai vậy đó. Cho những ai cũng được đó thưa sư. Cách thứ cho những ai đó. Hoặc là cho những ai cũng được. Thôi là hai cho những ai cũng được. Nhưng mà cho những ai nãy dịch giống cách thứ tư thôi.
ôi lợi ích thay cho những ai. Trên có Khánh, khỏi Khánh. Lợi ích thay cho những ai. Ở dưới có rồi đó. Mà họ đã có được bậc đạo sư như vậy. Như vậy và phải như thế. Rồi đó là 5 câu phần tiếng Việt. Thằng Billy sang Việt. Giờ làm phần Việt sang Billy đi. Dạ. Bởi việc dịch sang Billy con xin đăng ký câu số 1. Làm đi, nếu mà không kịp thì chị sao mình sửa. Còn 10 phút làm đi, cái đó. Sửa câu số 5 ạ. Thời vẫn quá. Một khi trong phòng mở quạt mà chịu không. À, viết tay giùm cô ha con. Cô bảo sửa câu số mấy cô bảo? À, cô bảo sửa câu số 1 con. À, dịch tiếng Việt sang Bali câu số 1. Bodhisattva. Tô miêu há pháp phá phát xá. Có chữ sô nữa cậu. Miêu há. Miêu có dấu y, dấu ngang trên đầu mà. Dấu y, có dấu ngang ở trên chữ y đó con. Yeah. Cái lời như có dấu chấm. Lời có dấu chấm. Ru. Ru pa ri. Chăn chăn cá má măng tê, chăn cá măng tê măng tí. Bác sĩ. Rồi cảm ơn các Khánh. Thầy chị Tiên làm câu 5. Chị làm con 2 chị bóp lên hả Khánh? Dạ dạ đem cấp lên chị. Các Khánh chỉnh lại giùm cô chăn cá má tí nha con. Chứ phải măng tí.
N chấm trên hết rồi. Như ông ba rồi, ba rồi chứ. Rồi chấm trên xong chấm. Hả? Rồi chấm trên chăng cám á tí. Còn cái câu tiếng Việt là Đức Bồ Tát thấy Ngài đang đi kinh hành qua lại trên trên núi Đại Phân. Khánh, trong lúc chờ mọi người đánh chữ này, Khánh lui lại cái phần 1 cho Trân chụp hình cái Khánh. Ừ, ok. Rồi. Rồi. Rồi, cảm ơn Khánh. Câu 1, câu 2 thì tới câu mấy rồi? Câu 1, câu 2, câu 5, còn câu 3, câu 4. Có ai làm câu 3 hôm vậy Khánh? À, nãy chưa ai làm câu 3 thì để chị làm câu 3 đi, em làm câu 4 cho. À, làm câu 3 để bó nó lên cho sư. Rồi chị bó lên rồi.
Câu 3, câu 4 rồi đó Thắng. Tiên bớt câu 5 lần rồi đó Khánh. Dạ, thưa sư, các Phật tử đó giờ xong 5 câu rồi. Vậy anh lưu lại đi, để khi sao mình sửa bài thức này. Dạ. Dạ, buổi học đến đây là kết thúc ạ. Chúng con xin kính chư anh sư đã dành thời gian giảng dạy. Chúng con xin kính chúc sư nhiều sức khỏe và an vui. Bây giờ xin mời cô tu nữ Dự Bảo đọc bài kinh Hồi Hướng Phước Sư Thiên. Xin mời cô tu nữ Dự Bảo ạ. Dạ. Nam mô Bụtthaya, Nam mô Thammaya, Nam mô Sanghaya. Con xin thay mặt các học viên tụng kinh để hồi hướng đến chư thiên ạ. Akasattha chappamattha devanaga mahitika bunyang no anumodantu chirang rakkhantu sasanam. Akasattha chappamattha devanaga mahitika bồn nhang nô anu mô đàn tu chi răng ra khan tu nô gà rù. Akasattha chappamattha devanaga mahitika bồn nhang nô anu mô đàn tu chi răng ra khan tu nhà ta vô. Akasattha chappamattha devanaga mahitika bồn nhang nô anu mô đàn tu chi răng ra khan tu và ni nô. Akasattha chappamattha devanaga mahitika bunyang no anumodantu chirang rakkhantu no sada idang watano bunyang asawa khaya wahang hontu anagate kale. Dạ, bài học đến đây là kết thúc ạ. Xin mời lớp nghỉ. Dạ, con kính chào sư. Dạ, con kính chào sư buổi học hôm nay. Con kính chào cả lớp ạ. Lớp Pali 2 mình sẽ học vào thứ 6 luôn nha. Bị đi giảng ở Giác Ngộ cho nên không biết học thứ 6 luôn cho lớp, phải thay đổi lên. Dạ, dạ. Con kính chào sư ạ.